Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Vâng, và hôm nay thì mình đi nhận tôm hùm nha các bạn. Đấy, tôm của một người bạn gửi từ Hà Tĩnh vào. Ok, thì nói chung là hôm nay trời cũng hơi lạnh nên mình mặc áo nó hơi kín một xíu, nó tối nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình đợi tôm nó vô nhận, mình chỉ review cho các bạn xem tôm nó như thế nào, và sau đó mình làm món luôn nha các bạn. Ok, let's go, và các bạn cùng đợi cùng với mình nha. À, có rồi, bây giờ nhận thôi. Tôm chú. Mày chú đi con bên này. Rồi đi. Rồi. Nên chị đẩy ra, nên chị đẩy đuôi ra. Cô tính là sẽ chạy cũng chậm hết chứ.